giới thiệu mọi người, đây là phòng tập gym Fit City. Anh em tập phòng gym đây rất là chăm chỉ tập luyện, và ở đây có cái Abilac được vừa biến từ cũ thành mới luôn. Và bây giờ sẽ màn giao lưu. Nào.10 cái thôi mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vâng, xin giới thiệu các bạn, đây là một mô hình Abilac mới, Abilac Gym, Abilac chống đẩy. Ui rồi, bạn này còn biểu diễn nữa.